Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chơi game Battlez nhé. Mình sẽ chơi đây. Mình sẽ chơi cờ ban ngày này mình. Này nhá. Mình sẽ trồng cái này, chỗ này cái gác lên cái này trước nhé. Sau đó thì mình sẽ trồng cái này, cái sườn nó pet này. Rồi tiếp tục mình lại trồng cái này. Mình sẽ trồng toàn bộ pet luôn. Đây, cả cái này. Ok, bây giờ thì mình sẽ trồng thật là nhiều cây này. Tiếp tục mình lại trồng trồng thật là nhiều cây này. Sẽ trồng cây lông châm các bạn nhé. Ok, vậy là số cây của mình đã trồng xong nhé. Các bạn cùng xem kết quả xem có thể thắng được tất cả các diễn viên này ạ. Của mình trồng rất chi là mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ thả cái tổng bộ chú kia đã. Đó, trong bài này có bao nhiêu chú kia thì mình sẽ thả tổng bộ tân luôn. Ok, mình sẽ thả tướng của chú kia ra nhé. Ờ, đèn tướng của chú kia này, rất chìa mạnh luôn.
Ok, vậy là thêm của mình đã chiến thắng các bạn nhé. Mình sẽ chuyển qua màn đánh đây rồi zombie nhé. Sẽ biến nó to lên. Sẽ biến cây nó to lên nha. Ủa rồi đấy, thật đúng, thật đấy. Điều này chỉ được thèm mấy vợ. Mình sẽ lại trồng lại số cây đã bị phá hủy. Vào thăm khu vườn của mình nhá. Các bạn có thể thấy là lâu đến vào chúng ta cây cối rất thiếu rất là nhiều nước luôn. Thì mình, bây giờ mình sẽ chăm sóc cây nhá. Thiếu rất là nhiều nước luôn. Mình sẽ bón phân cho cây. Ok, mình sẽ kết thúc video tại đây. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký sub lành của kênh mình nhé.